Em mời các bác cảm nhận về độ mới đẹp của con xe ít tiền này. Vâng, một chiếc xe còn khá là mới so với đời luôn. Chạy rất ít các bác nhá, chạy cực ít luôn. Các bác nhìn cho em bộ ghế da đi. Ghế da như mới luôn các bác nhá. Ghế da hai màu, ghế da zin nguyên bản theo xe. Loại ghế da múi. Đây, các bác nhìn này. Đấy, và đây nữa các bác nhìn xem, mới chưa? Rất là mới luôn. Ít có những con xe được đẹp như thế này lắm. Và đây là phần táp lô của chiếc xe. Đấy, có màn hình giải trí này. Có camera lùi và điều hòa auto tự động nóng lạnh đầy đủ hết các bác nhá. Và bác chủ này cũng đã được lắp thêm một cái viền đèn ở đây rồi này. Đấy, cái viền rất đẹp luôn đúng không ạ? Và đây nhá các bác nhìn xem. Ghế lái là ghế luôn luôn ngồi nhiều nhất đúng không ạ? Thế mà các bác nhìn này, nó vẫn còn đẹp nguyên, còn mới nguyên đúng không ạ? Đấy, chưa bị rạn nứt một tí nào, kể cả những cái phần má cạnh này. Đấy, các bác để ý xem. Những con Kia Cerato 2018 thì các bác biết là người ta mang về người ta sử dụng rất là nhiều, thậm chí là người ta mang ra để chạy dịch vụ luôn. Đấy. Chắc chắn một điều rằng những con xe đó nếu mà ngồi nhiều nó sẽ bị hỏng hết ghế rồi các bác nhá. Và vô lăng cũng vậy. Cầm nắm vào nhiều mà, cho nên là kể cả như vô lăng nhá. Đấy, những con xe khác mà cầm nắm nhiều thì vô lăng nó sẽ bị kém đi. Và chỗ này thậm chí là nó bị bật hết cái phần da này đi rồi. Đấy, con này của em nó vẫn còn nguyên đẹp này các bác nhìn này. Đấy đúng không ạ? Có thích hợp những cái bàn phím được nằm ở trên vô lăng. Tôi khiến toàn nằm ở giữa. Đây là logo của xe. Còn đây là cái nút bấm cho các bác mình đi ga tự động, không cần phải đạp chân ga kia các bác nhá. Đấy được chưa? Rất hay luôn là như vậy. Tôi khiến toàn nằm ở giữa và mặt phím còi của xe thì các bác nhìn xem như mới. Và km của chiếc xe hiện tại đang hiển thị trên đây là chưa tới 7 vạn. Chưa tới 7 vạn các bác nhá. Một cái mức km quá là ít đúng không? Quá đi luôn. Và đây là khóa khiển của chiếc xe. Đấy, chốt cửa này, rồi mở cốp từ đằng xa này, cắm ở đây các bác nhá. Đấy, đây là hệ thống âm thanh của chiếc xe mà em sẽ bật lên cho các bác mình thấy luôn. Đấy, đây là nút xi-an đi thẳng. Còn đây là cái đồng hồ báo giờ. Đấy, còn điều hòa auto đây, mình ấn đây là tắt này các bác này. Đấy, chỗ này có một cái vị trí đặc biệt nữa mà cần phải nhắc đến. Đấy là chiếc xe có thiết kế là sạc không dây các bác nhá. Sạc không dây được nằm ở đây, đặt điện thoại vào là tự sạc luôn. À, có cổng điện nghe nhạc này, cổng điện ra 12V này, thấy chưa? Rất hay như vậy. Đây, cần số xe đây, chỗ đựng đồ, đựng nước đây. Và đây là phanh tay của chiếc xe. Các bác nhìn xem những cái vân sần được thiết kế ở phanh tay nó vẫn còn đẹp nguyên. Và thậm chí ni lông ở cái phần này còn chưa bóc hết này con này. Đây này, đây, ni lông ở hai bên còn chưa bóc hết luôn. Còn đây là vị trí tỉ tay, cũng là cái vị trí cốp đồ cho các bác nhá. Đấy, còn đây là túi khí an toàn. Đấy, chiếc xe có thiết kế túi khí an toàn ở đây các bác nhá. Nội thất của xe rất là tươi mới luôn. Và đăng kiểm tiện đây em quay luôn này. Tháng 6 năm 2025. Đấy, tháng 6 năm 2025 các bác nhá. Chân nỉ, ghế da, sàn thì là sàn nỉ ở dưới và đã bọc da ở trên đây và có lót thảm trải sàn này trên rồi các bác nhá. Đấy, trần đây, trần nỉ rất mới luôn này các bác nhìn này. Xe hoàn toàn không một lỗi gì các bác nhá. Đấy, không lỗi tai nạn và không lỗi ngập nước. Giấy tờ pháp lý chuẩn, sang tên bất cứ lúc nào mà các bác cần các bác nhá. Và chiếc xe này thì cũng đã được lên thêm một số đồ chơi. Các bác nhìn xem như là thảm trải sàn này, rong cánh cửa này. Đấy, viền ở cánh cửa, viền táp lô này cũng đã được lên rồi các bác nhá. Và cái phần táp lên cánh cửa này được nhà máy người ta thiết kế cho chiếc xe Cerato bằng chất liệu da cao cấp, da xịn nguyên bản theo xe các bác nhá. Đấy, rất là như vậy. Đây là tay mở cửa này, loa này, công tắc bấm cửa lên xuống này. Đây là chỗ tỉ tay này. Đấy, thanh nghe hay tuyệt vời. Đây vách cửa đây. Đấy, khóa cửa đây, bu lông anh cửa đây, chưa tháo vặn các bác nhá. Còn đây là lốc xe này. Đấy, chiếc xe với lốc sơn là màu trắng, một cái màu rất là đẹp của dòng xe Cerato. Máy 1.6 đối với chiếc xe Cerato này thì nó tầm khoảng là loanh quanh trên dưới 5 đến 6 lít trên 100 km các bác nhá. Là như vậy. Còn đây là phần mép cửa tiếp theo nữa của chiếc xe. Đây các bạn nhìn đi, okay chưa? Đấy, rất sáng bóng và rất là tươi mới luôn. Và đây là táp ly cánh cửa của xe các bạn nhá. Đấy, 4 cánh cửa xe đây. Đấy, các bạn nhìn này, rất là đẹp mắt, rất tươi mới. Da xịn theo xe các bạn nhá. Đây là da xịn theo xe. Đấy, khóa cửa đây. Khóa này cũng là khóa rất sáng đẹp luôn. Đấy, cột kèo zin và ghế da zin đây, rất đẹp. Đây là bẩn nhá. Đấy, bẩn lau hết thôi. Vâng.
đây là cái tí tay, là cái tí tay các bác nhá. Đấy, còn đây là cái khu vực cho mình đựng đồ này. Đấy, để còn rất mới. Nhiên liệu của xe được đặt ở chỗ này các bác nhá. Đây, báo mức công bố nhiên liệu của nhà máy người ta dán đấy các bác nhá. Đây, đóng cửa này, em đuổi con chuột này đi. Đóng cửa lại, không chết mất. Cảm ơn. Ok nhá. Có sinh nhan báo rẽ nằm ở trên gương đây. Rất mới, đúng không ạ? Và có cục gương tự động đầy đủ. Na răng đúc 5 chấu kép. Kiểu dạng xoắn. Và nó là dạng phay các bác nhá. Đấy, phanh đĩa 4 bánh. Phanh ABS 4 bánh. Lốp của xe vẫn còn dày. Thoải mái chạy các bác nhá. Lốp vẫn dày, thoải mái chạy. Tôn vỏ của xe là không bị bả ma tít. Gõ kêu long con. Đây. Đấy, gõ kêu long con hết. Cái này ốp lốp rồi này. Kính của xe đều là kính zin 2018 hết các bác nhá. Kính bọc dán xung quanh hết rồi. Toàn bộ hết rồi các bác nhá. Không hề xước luôn. Đây, lốp la răng tiếp theo xe đây. Đấy. Vâng thì ngay bây giờ em sẽ di chuyển đến phần đầu xe, xong là quay cho toàn thể các bác xem. Đấy, đầu khu vực sườn của xe nhá. Đây, đèn đóm đây. Đèn rất mới luôn này. Đấy, có quả bi cầu siêu sáng nằm bên trong và có đèn led ban ngày nữa các bác nhá. Biển 15. Người chính chủ bên Hải Phòng sử dụng 4757 đúng không ạ? Đây còn gọi là 4567 đúng không ạ? Dạ vâng. Ok nhá. Đèn gầm của xe các bác nhìn xem cũng vẫn còn mới. Đèn pha, đèn cốt của xe. Đấy, cụm đèn pha đây. Mặt ngoài của xe cũng rất là mới đây. Đúng không ạ? Rất mới nhá. Lốp la răng tiếp theo đây. Quay kỹ như vậy để con thấy về chất lượng xe em. Đây đây. Các bác thấy chiếc xe đẹp, các bác nhấn cho em xin một phát like. Nhấn cho con xe này xin phát tim một phát like các bác nhá. Đây các bác nhìn đi ạ. Ok chưa? Con xe kỳ là mỹ mãn. Không có dấu hiệu gì là kém số ở trên chiếc xe này. Gương kính đều chỉ điện hoàn toàn ở khu vực này các bác nhá. Đây cục gương đây, chỉ mặt gương đây, là chốt cửa đây. Qua kính đây, 4 công tắc tương ứng với lại 4 kính điện các bác nhá. Và đây, vách cửa đây. Lòng trong sơn xi sáng đẹp. Bu lông ốc nhái, các bác nhìn xem những con bu lông ốc nhái này của xe là vẫn còn chấm sơn màu trắng đúng không ạ? Còn đây là mở cốp, mở xăng, đây là mở cabo. Đấy. Chân côn, chân phanh, chân ga. Tem mác của xe là vẫn còn nguyên đây. Quá đẹp, ốc nhái này chưa bị tháo vặn các bác nhá. Chưa bị tháo và chưa bị vặn. Đấy, cột kèo tức là còn zin. Gioăng đẹp, không rách. Ghế đẹp, không xước sẹo gì. Chiếc xe cực kỳ chuẩn luôn. Đấy, chiếc này các bác cứ bàn cho em về giá cả thôi nhá. Còn này về chất lượng thì yên tâm rồi. Bên em còn một con đen, còn một con trắng như này nữa. Đều là đời 2018 các bác nhá. Các bác có thể lựa chọn một trong hai. Vâng đây ạ, các bác nhìn đi, ok chưa? Đấy. Bốn cánh cửa xe đẹp đều, rất là mới. Rất là mới luôn. Đây nhá. Những con bu lông ốc nhái đây nhá, các bác nhìn xem này. Chưa bị vặn và chưa bị tháo này. Đấy, chưa bị mất dấu đúng không ạ? Chưa bị mất dấu luôn. Đây. Dạ vâng. Như vậy thì qua như thế các bác xem cũng rất là rõ ràng, chi tiết đầy đủ đúng không ạ? Có hai cửa gió thổi cho cái hàng ghế ở phía sau này các bác nhá. Đây các bác nhìn này, ly lông ở phần đây còn chưa bóc hết này. Nguyên này, ly lông của nhà máy đấy ạ. Ly lông từ lúc mới đấy ạ. Và nhiên liệu của chiếc xe dao động từ 5.4 cho tới 6.9. Đường phố thì nó sẽ cao hơn một chút các bác nhá, trên 100 km. Rồi, em sẽ đóng cửa lại đầy đủ nhá. Tí sẽ quay cả cái phần cả phần gầm cho đến cái phần máy nữa cho các bác xem. Đây, các bác thấy chiếc xe này ok không? Long lanh luôn đúng không ạ? Đẹp long lanh luôn này. Và bây giờ là phần dưới gầm của xe các bác nhá. Phần dưới gầm xe đây. Đấy. Cái ốp nhựa ở dưới gầm của nó vẫn còn nguyên. Nguyên như vậy. Ngay bây giờ là phần động cơ khoang máy của xe. Máy số zin. Máy số zin chưa động chạm, chưa bổ các bác nhá. Chưa bổ máy. Máy số chưa làm lại. Vâng. Đây là phần động cơ khoang máy của chiếc xe. Các bác mình ngắm luôn này. Máy sạch sẽ bên em đã vệ sinh rồi.
máy số cực chất cực ngon. Tất nhiên rồi, là một chiếc xe đời cao, là một chiếc xe còn mới mà. Tất nhiên máy số là phải ngon rồi. Và bên em đều phải kiểm tra rất là kỹ về vấn đề là động cơ, hộp số các bác nhá. Vậy là cái chiếc xe Cerato 2018 này, đến đây em cũng đã quay giới thiệu review cho các bác xem để cùng trực tiếp. Các bác liên hệ cho bên em để được biết thêm thông tin, cũng như là để được chốt giá cả tốt nhất cho mẫu xe này theo ba số điện thoại hotline 0938586307 và 0389000555 và 0335838389 nhá. Ba số này là ba số hotline, ba số bên em có kết nối và dùng cả Zalo. Địa chỉ 90.2 Trường Chinh, đối diện 225 Trường Chinh, thành phố Hải Dương các bác nhá. Bên em có đổi xe, đổi tất cả các loại, đổi tất cả các dòng, và có thu mua lại tất cả các loại xe ô tô cũ đã qua sử dụng, giá tốt nhất cho các bác luôn. Bên em có ship chuyển xe, giao xe toàn quốc, hỗ trợ sang tên đổi biển chính chủ cho các bác bất cứ đâu toàn quốc, nhanh gọn, nhanh gọn cho các bác nhá. Và bác nào muốn tìm hiểu và xem thêm những video như mới của bên em, những chiếc xe khác của bên em, thì hãy nhớ nhấn đăng ký kênh YouTube, nhấn theo dõi Facebook, nhấn follow TikTok để theo dõi và đồng hành với em trong thời gian tới các bác nhá. Rất nhiều xe cũng tải lên cho các bác mình luôn. Dành tay cho em xin lần này lần tim và nhiều lần chia sẻ với em cảm ơn. Vâng, rất mong trong thời gian tới các bác mình lại quay trở lại và xem video tiếp của em và ủng hộ em các bác nhá. Xin cảm ơn ạ.